À, biết con rất là to luôn mày. Đây nè. Con tiếp lên đùi nha các bạn. Coi thử ngỡ đi. Đó, có. Đó, chặn đầu là bắt nhanh chứ. Ồ, quăng lên luôn. Ồ, con 6 con 7 con à, chắc nè. Hello. Ngày mới em xin mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay tụi em lại tiếp tục một hành trình đi săn bắt hải sản mùa nước cạn. Hôm nay em có đi cùng với em Giang, em trưởng và có thêm anh Việt. Anh Việt thì đi theo trải nghiệm cho biết cả nha. Tại vì chỉ coi trên YouTube thôi chứ chưa có đi lần nào hết nha. Hiện tại tụi em đang rê còn rất là xe luôn. Cũng khoảng 500m nữa mới tới được những cái cồn cát đó. Hôm nay tụi em đi trên thôn Cầu Mẻ thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Giang. Đây, hôm nay tụi em vẫn đem theo một cái xô và một cái xiển. Bên kia là em trưởng cầm theo cái xiển để mà đào tôm tích cho nó dễ cả nha. Không biết hôm nay lên đây có ốc móng tay hay không nữa, nhưng tụi em không có đem theo nước muối nha. Đây là em Giang, kia là em trưởng. Giang và em trưởng cũng để có trong những video trước rồi cả nhà. Còn đây là anh Việt. Anh Việt thì mới đi ngày đầu tiên thôi. Anh Việt chào cả nhà cái này. Chào mọi người. Hiện tại thì tụi em cũng đã rê tới những cái cồn cát rồi cả nhà. Thì đến với video ngày hôm nay em cũng mời cả nhà cùng đi khám phá về săn bắt ra những con tôm tích vàng nha. Đây, ở đây em trưởng có gặp được một hang tôm tích đầu tiên này. Lấy cái xẻng mở ra miệng hang ra cái đúng. Cho nước nó quen xíu ơi. Đây kìa nha. Ủa cái hang này to á. Mình vừa ăn xuống kia xe thôi. Cái này tối vô kìa. Nước rồi không? Sừng này đập xuống dữ rồi. Nó đi sâu xuống hả? Đồ ăn sâu chứ à. Cái chiếc mặt nhà mặt xuống. Lên. Wow. Một thành quẻ đầu tiên cái nha. Cũng trung trung. Những cái càng này nó búng rất là bén nha. Tại vì có những anh chị kêu tại sao không đỡ những cái càng này lại. Bén đứt tay rất là sâu luôn. Được một con. Đây. Rồi. Có ăn rồi không Quyệt? Có ăn rồi. Bớt quê được xíu. Phía trước em trưởng lại gặp được một hang nữa cái nha. Em trưởng gặp được hai hang rồi nha.
đi này. Wow, hang to to không hơn. Siêu khủng, siêu khủng. Bác sợ mày lên con tôm tít vàng trái là bị bài. Hình như nó ăn que bên trong sao đây. Á, nàng dùng á. Coi mà thử hang nó đi gì đâu rồi đúng. Xuống không? Cái lên hàng hoài nha. Ờ ờ. À ta. Để nắm được rồi cái nha. Đục nó muốn búng luôn rồi. Muốn búng cầm tuột tay sơ vô. Con thứ hai. Ui, to đây. Các bạn. Đục, con này rất là to luôn. Nó đi lên răng à. Ai, cái xẻng nào đúng. Sa sa sắn hai 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 cái càng đó cái. Bớt 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 đây con thứ hai. Ồ, cho một miếng nước vô nha, to hơn con trước luôn. Mày thấy nó đều lên sàn thôi đúng không? Ơi mình re cái hang cũ hôm quê nó mất rồi, coi thử cá không tê. Đâu đúng. Ồ, hàng này muốn mở hàng luôn nè. Giật đi, giật mạnh đi. Ồ, chúng to chứ anh. Ồ, cũng trung mà. Hình như ăn xuống á, ăn xuống đó. Giật giật ra, giật giật xuống để mình chặn đầu luôn cho nhanh đó. Á, giật giật bên dưới. Coi thử nó có lồi đầu lên nha. Coi nó muốn lủng que hàng đó. Ồ. Sập cái tay ngã kia mình đi được á. Á mình sập một cái mình đi á. Á. Coi thử ngã đi. Đó có. Đó, chặn đầu là bắt nhanh chứ. Ồ, quăng lên luôn. Ồ, con này cũng nhỏ thôi. Không bằng hai con nãy nha. Bỉ hai cái càng đó đúng. Siêu con đó hả? Con thứ bê. Bốn người mới bê con à mẹ. Con nãy mà mới chỉ dần sao mà đá nó điện đi nè. Đây. À. Được con nãy chỉ nó chạy xuống. Bê con rồi. Con nãy ra chỉ nó chạy xuống đi á. Ồ cái hang nó ăn cân cạn ấy. Mình ăn nó ăn que bên trong này. Nước dài người lướng vui. Này cầm xiển tới đều rồi đúng. Đang đều luôn, thọc đi đó, cầm đâu luôn. Đây đây đây. Đây mau thọc thử nó. Đây thọc thử. Coi thử năng quay cầm nào. Ồ cái hang nó to không nha. Cái này đúng trong liệu nó chứ ở móc. Liệu mạnh vô kia luôn. À, biết con rất là to luôn mày. Đây nè. Tôm tít lên đồi nha các bạn. Hàng quế lại sâu luôn. Nó đầm nó luôn. Sáng 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 này đúng. À. Đây. Đây nè. Cánh chim. Chiến lợi phẩm của bên này nè. Con thứ tư. Đây, con này được bê con rồi. Không biết là gì tạo thứ tư. Tưởng bắt được con sò phi nè. Nó hình hài như một con tu hài luôn cả nha. Bốn con. Em trưởng gặp được một hang tôm tít nữa cả nha. Để mở miệng rồi. Đây cái hang hôm quê nó tối luôn rồi chứ.
nuốt nuốt rồi diệt luôn. Quế trâu lại nuốt. Ăn rê không? Ăn xuống không? Mở hai hang bắt cho nó hép giỏn. Từ bốt cái đầu nữa. Tên bàn luôn à. Gãy càng luôn không? Chắc gãy càng gãy uy hết cho con nữa. Két rớt xuống mất chặt. Rồi. Còn... Ồ, cũng còn vi nè, còn càng luôn đây. Nó búng bây giờ. Ồ, nó búng em. Lắc không à. Búng tía tay á. Búng một cái gãy quy trong đó nữa. Tàu mà đi vô bốn cái bờ tay nó búng cũng lọt vô rồi. Cái dấu rồi nha mọi người. Sâu đuôi này biến lắm. Ờ, con thứ 5. Đi. Con là em trướng gặp thôi. Chúng hàng nhỏ chứ à. Bự chứ chứ. Ờ. Nó dùng của đó tưởng hàng nhỏ mà. Không lấy được. Náp đầu lại. Về về tới cái chỗ gặp nhà nào cái tấm xuống đây nè, đập cái bùi. Tôi nói bùi bữa cho xin nắp. Ăn lên ăn xuống không? Chưa. Ăn lên chưa? Vô hả? Thường thường là nước nó sớt sớt kiểu này là mình bắt nó nhanh hơn mà thôi không? Nãy giờ có đụng không? Không đụng anh anh. Cái này buồn dữ mà. Toàn là cát bùn thôi cả nha. Ở trên cát trắng vậy đó. Chứ mà xuống một tí toàn là cát bùn như thế này. Coi thử nó có rê hang thứ hai nha. Hả? Đó, đây đây đây. Cái nhà thấy không? Nó lên một hang thứ hai nè. Đó. Thọc xuống. Thọc xuống luôn không? Thọc xuống đều cho nó chạy quay chạy lại thử nó trèo luôn hả? Được, cầm được rồi. Ha, để cầm được rồi cả nhà ơi. Đây. Ô ô ô, tụt. Xí một tí nó bắn vô trong móng tay luôn á. Đây nè. Ô, nó đâm vô trong móng tay luôn, nó ghê chứ. Coi, đi kỹ lại cho đỡ trúng tay á. Rồi, con thứ 6. Ha, còn một cái càng. Ồ, nó chảy máu này không? Biến lắm. Rồi. 6 con. Đi bay. Quá tuyệt vời. Rồi, lại tiếp tục một hang nữa này. Diệt quê luôn đó. Những cái hang ngoài nước này nên hơi khó biết cả nhà. Hang này là của anh Việt thấy nha. Ok. Tính ra cũng dễ nhận dạng chứ có đâu đúng không? Nhìn sơ một hai lần là biết liền. Máu đụng hết luôn chứ. Máu đụng luôn hả? Chọn đầu đó. Được hả? Đó, cũng nhanh gọn thôi. Hang này đều chỉ 50 giây thôi.
Ui. Rồi đó, coi chừng lại nha. Nước ở đây hơi đục á. Cắt hai cái càng đây. Ui, nó búng lên thôi. Đây, bỏ vô. Bảy con không? Ồ, có một con to chứ. Hiện tại thì nước đã lớn vô phải những cái cồn hết rồi cả nhà. Giờ dự định tụi em sẽ bắt được bao nhiêu là vô nướng hết bấy nhiêu luôn nha. Hôm nay chắc bắt được 7-8 con tôm kích gì đây. Ốc, sò, ghẹ. Giờ tụi em sẽ vô phía trong bờ biển này để mà nướng luôn. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con. Hôm nay tụi em bắt hết được bảy con nha. Ở đây cũng để chuẩn bị một chén muối chanh, muối thần thánh cả nha. Rồi, bây giờ chỉ chờ nó chín nữa thôi. Rồi. Để chín hết rồi cả nha. Chín rồi. Giang tới đây ngồi nãy mà. Rồi. Giờ tụi em cũng mời cả nhà cùng dùng bữa nha. Không, ăn đi. Ừ, làm con cho vui. Ăn luôn giả được luôn thôi. Ờ, chị chỉ lấy những cái rau chân. Ngon. Rồi, em mời cả nhà nha. Không? Nhiều. Nhiều. Những hồ tôm chín không em? Ăn đi, ăn đi. Ngon quá mọi người ơi. À đúng. Không cao hỏi gì đấy. Ăn hết. Rồi, cải thầy. Mời cả nhà. Đều quá. Chắc nè. Mình chờ tôm lên quất cái nữa cho tôm hầu đồ á. Đang ăn mà trời hù nữa kìa. Ngon đó. Chắc còn thấy không? Ở đây kiếm bà con nhiều luôn. Ồ, quấy là thịt luôn. Số tàu. Chắc chắc đấy. Ngon quá. Ngon thì ba á.
đây nuốt kém không? Phải nuốt càng càng á. Bắt xeo bắt cái rổ vuông quem luộc cái chéo ngầu ăn mới để. Cơm có rửa mình không à? Có rửa. Có rửa. Đâu ăn xem nhú hộp vô luôn cũng được không? Không. Cơm còn xanh không? Rồi mới chín tới ăn luôn em. Rồi, hiện tại thì tụi em cũng đã ăn xong rồi cả nha. Người cũng chỉ vài con thôi nhưng mà rất là ngon luôn. Giờ thì chỗ của em trời nó cũng chuẩn bị giông mưa rồi. Tụi em cũng chuẩn bị đi về. Em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi hết video này nha. Giờ em với anh Việt, em Giang với em Trưởng cũng chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video chào tiếp theo mọi người nha. Bye mọi người.